Em nhé, đây là cái lô Denso và Silica. Bên em mới về cho anh em tham khảo này, lên luôn cho anh em cho nó nóng này. Đấy, đấy, hàng rất là đẹp luôn. Rồi anh em sẽ nổ thử con cho anh em xem. Đấy. Đóng gió. Đóng len gió vào này, anh em đóng len gió và giật nhẹ phát nổ luôn. Hàng chưa tải anh em nhá, mình đang đứng cách xa 1 mét này. Đấy. Máy rất là đẹp luôn. Đây. Anh em thấy không? Đây. Đồng hồ báo xăng này. Đấy, đây. Bình xăng còn sáng choang nhá. Này, em thấy không? Đây. Bình xăng còn sáng choang này. Đấy, xăng đỏ Âu, xăng Nhật luôn nhá. Em thấy không? Đấy. Hàng rất là đẹp luôn. Hàng tương đối là đẹp luôn anh em thấy không? Anh em nghe tiếng nổ cực kỳ là êm luôn. Đấy. Máy chưa tải nhá. Có hai loại dòng của Denso cũng như là của Silica. Công suất là 2,6 anh em nhé. Con này anh em chạy điều hòa 12 PTU cũng như là nóng lạnh rồi điện thắp sáng gia đình cực kỳ là ok luôn. Hàng rất là đẹp. Đấy, anh em lấy con nào thì có thể chụp màn hình. Để bên mình sẽ tư vấn chi tiết cho anh em về các cái mẫu này. Hàng rất là đẹp luôn nhé.